Rồi, hôm nay cô sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cái khái niệm của vector. Như thế nào gọi là phương, như thế nào gọi là hai vector cùng phương, như thế nào gọi là hai vector cùng hướng, như thế nào gọi là hai vector ngược hướng, và hai vector như thế nào về là bằng nhau, và độ lớn của vector là gì. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xem các ví dụ sau. Một cái ví dụ đầu tiên của cô đó là gì? Đó là một cái tam giác ABC là tam giác cân. Bây giờ ta vẽ một tam giác cân. Ta có một tam giác cân. Nhân cân là hai cạnh bên đây bằng nhau A, B và C. Nha. M và N là trung điểm của AB. Trung điểm tại M. Và N là trung điểm của BC. Vậy cô có M và N. Nha. Rồi. Đây tìm hai vector cùng phương với AC, vector là cùng hướng với BC và vector ngược hướng với lại MN. Hai vector với vector nào thì bằng với lại NB, BN và bằng với lại BM. Được chưa? Như vậy đầu tiên là các bạn sẽ hiểu về phương. Như thế nào gọi là phương? Và đầu tiên chúng ta phải hiểu là vector là gì. À, như vậy cô nói đơn giản này cho các em. Đây cô có một cái điểm, một cái đường thẳng thẳng mà cô có một cái góc, một cái ngọn. Thì cái này cô sẽ ký hiệu đó là vector AB. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái vector, đó chính là cái điểm đó là A và gì thôi? A và B. Chính là vector A, AB. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về phương là cái gì? Là cái đường. Chúng ta trước khi nói về phương thì chúng ta sẽ nói về cái giá của cái vector. Cái đường thẳng mà chứa cái vector như thế này thì người ta gọi là giá của vector. Và hai cái đường thẳng, chúng ta có hai cái đường thẳng. Bây giờ chúng ta xét hai cái vector AB. Và chúng ta ở trên này chúng ta có một cái vector đó là BC chẳng hạn. AC. Rồi, vector BC. Rồi dưới này chúng ta có một vector đó là DE. Đó. Như vậy các bạn sẽ có hai cái giá vector, hai cái đường thẳng chứa vector này người ta gọi là giá của vector. Như vậy cô có những cái vector nào là vector là cùng phương? Dễ thôi các bạn. AC là vector cùng phương với lại gì? Với lại là CB. Rồi, nó lại cùng phương với AC thì nó lại cùng phương với lại AB. Đó, các bạn nói hiểu là cùng phương là cùng một giá. Như vậy thì còn cái vector ngược lại của nó là gì nữa nè? Là CA chẳng hạn, đúng không? Như vậy chúng ta chỉ hỏi nó trên cái vector này thôi, đó là AC. À, cùng giá được chưa? Rồi chúng ta lại có vector là AB, được không? AC, AB, rồi CB chẳng hạn, được không? Hoặc là chúng ta có thể có vector ngược lại đó là BA hoặc là CA, nói chung là nó nằm trên một giá, được không? Hoặc cái giá này song song, tức là nó cùng giá với lại là DE. Đây nè, những vector này người ta gọi đó là cùng phương, tức là cùng nằm trên một giá và hoặc là giá gì song song, hiểu vậy thôi. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về là vector là cùng hướng. Hướng là sao? Dễ thôi. Bây giờ cô có một cái vector như thế này là AB nha. Thì cái vector mà cùng hướng với nó chính là một cái vector là AC. AB sẽ cùng hướng với lại AC. Đó. Cùng hướng AC. Hoặc cô có thêm một vector là CD chẳng hạn. Ha. Thì cô lại cùng hướng với lại C gì? CD. Đó. Thì hướng này các em thấy nó cùng như vậy gọi là cùng hướng. Đầu tiên cùng hướng là cái giá nó phải song song hoặc là nó trùng nhau. Vậy đây trùng nè. Đây trùng. Vậy là AC với lại gì đây? Với lại AC với lại AB hoặc là C gì? CB nó cùng hướng nè. CB chứ đừng có nói là BC là nó sai, đúng không? Rồi lại là C gì? D thì hai vector là người ta gọi là cùng gì? Cùng hướng. Như vậy bây giờ ghép vector ngược hướng là sao? Với cái hướng nó ngược lại thì gọi là vector ngược hướng. Đúng không? Ngược hướng là vậy thôi. Ngược hướng là thế này các bạn. Ngược hướng là gì? Đây chúng ta có hai vector nằm trên đây. À, đây là A, B. Thì chúng ta sẽ có một vector đó là BC chẳng hạn. Ví dụ B ở đây rồi C ở đây chẳng hạn. AC với lại AC ở đây ha. Như vậy chúng ta sẽ ngược hướng lại với lại gì đây? B gì? BC. Là hai cái tên này người ta gọi là ngược hướng. A ở đây, C ở đây, B ở đây mà ngược lại, cái hướng nó ngược lại thôi. Hoặc là một cái vector này cũng gọi là ngược hướng với lại AC này. AC phải không vậy? AC, A ở đây, C ở đây. AC vậy ngược hướng của nó là B
ngược cái hướng lại thì ta gọi là ngược ngược hướng, được chưa? Vậy đầu tiên rồi chúng ta sẽ nói là hai vectơ như thế nào gọi là bằng nhau. Bằng nhau là gì? Vectơ A mà bằng vectơ B, tức là gì? Đầu tiên nó phải cùng gì? Cùng hướng. Khi cô đó cùng hướng tức là nó đã thỏa mãn nó cùng gì rồi? Cùng phương. Rồi sau là độ lớn bằng nhau. Độ lớn bằng nhau. Tại sao lại cô có cảm hứng dạy cho các bạn, chia sẻ với các bạn cái bài này? Bởi vì cô dạy cái vật lý 10 hoặc là 11 thì cô nhìn thấy là cô hỏi ha, hỏi các bạn là đi tìm cho cô hai cái vectơ bằng nhau. À, các bạn không biết hai vectơ như thế nào gọi là bằng nhau cả. Do như vậy thì cô phải đi từ cái toán để cho bạn hiểu được cái công cụ toán này để các bạn vận dụng bài tập vật gì? Vật lý, được chưa? Cái bài đầu tiên là nó phải cùng hướng và nó cùng độ lớn. Được chưa? Cái bài bây giờ chúng ta tiến hành làm trên cái hình này các bạn nha. Chúng ta có một cái tam giác này và chúng ta sẽ thấy anh này là trung điểm cho nên đó cạnh này với cạnh này bằng nhau, anh này là trung điểm nên cạnh này với cạnh này bằng nhau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng với AC. Như vậy ta bắt đầu từ vectơ A đây và C ở đây. Vectơ AC các bạn, AC nè, và chúng ta còn có một vectơ trên này nữa đó, được không? Nối cái đường thẳng này chúng ta có AC. Cùng hướng tức là cùng cái đường thẳng này các bạn. Trùng thì chúng ta vẫn có thể có là C gì? CA, đúng không? Vẫn có CA, đúng chưa? Nó là nói về phương. Cô xin lỗi các bạn, nói hướng là cô sai. Cô chỉ nói là phương, cùng phương trước. Cùng phương chính là AC. Thì phương của nó trùng nữa là C gì? CA. Xong rồi tiếp tục các bạn có là gì? M, MN. Rồi lại là gì? N, NM. Đúng không? MN nó song song nè, đúng không? Rồi NM nó cũng song song. Như vậy nói chung là nó cùng nằm trên cái giá này hoặc là gì thôi, nó song song. Thì cái khái niệm này người ta gọi là cùng phương. Được chưa? Như vậy thì tóm lại cô đã tìm được AC này sẽ có 3 vectơ, đó là CA, MN và NM. CA, MN và N, NM. Đó. Các bạn không kịp thì các bạn dừng cái video lại, các bạn sẽ xét lại đó cho cô nha. Tiếp tục cùng hướng với lại BC nha. Chúng ta giờ tìm BC ở đâu? B ở đây, C ở đây, BC nha. Bây giờ cùng hướng đầu tiên là phải cùng phương. Như vậy chúng ta xét là cùng phương trước đi. Cùng phương người ta giải quyết ra nào nè? Cùng phương với lại BC. À, như vậy chúng ta sẽ có được là CB. Đúng không? Rồi CN. CN, NB. Đó. Rồi lại tiếp. BN. Rồi NC. Đó là những vectơ mà nó cùng phương. Bây giờ chúng ta sẽ xét hướng. Và chúng ta yêu cầu là phải cùng hướng. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta đang xử lý đó là BC. B ở đây, C ở đây. Như vậy nó cùng hướng thì các bạn chỉ có thấy là phải có góc từ B này, hướng của B này. Các bạn ta có BN. BN. Như vậy BN đâu? BN ở đây. Rồi, cùng hướng tiếp đó là N gì? NC. Đúng không? Còn lại là gì? Các bạn coi này, CB như vậy nó đã ngược hướng lại rồi, thấy không? Rồi CN đã ngược hướng chưa? Rồi NB, N đây các bạn. Và B đây là nó đã ngược hướng, được chưa? Vậy ta bỏ hai cái này đi. Vậy ta chọn được hai cái đáp án đó chính là BN và NC. Được chưa? Đó chính là ta đã nói về cùng hướng. Giờ ta tiếp tục, đó là hai vectơ ngược hướng. Bạn xem nè, ngược hướng, ta đang nói về ngược hướng. Ngược hướng với lại gì? Với lại là MN. Muốn ngược hướng thì đầu tiên các bạn cũng phải là xét là cùng phương. Cùng phương đó. Rồi mới tính hướng sau. Các bạn ta xét cái vectơ nào là cùng phương với MN. MN các bạn thì ngược lại chính là N gì? NM một cái. Tiếp tục đó là A gì? AC. Vậy hướng cùng phương
C gì? CA, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về ngược hướng, tức là MN. Chúng ta đang xét là MN. MN, MN thì phải hướng ngược lại, đó là N gì các bạn? NM, đúng không? Ngược lại nè, là NM, chính là vector này, này là ngược hướng, đúng chưa? Rồi tiếp tục, AC, MN mà AC là cùng hướng rồi, như vậy ta không được. Mà ngược lại phải là C gì? Đây nè, như vậy ta có hai vector đó là N, M và C, A. Yeah. C ở đây này, A ở đây, bởi vì MN mà song song là cùng hướng, là cùng phương là đúng rồi, cùng phương, nhưng mà nó nói ngược hướng. Ngược hướng thì các bạn phải ngược lại, đúng chưa? Tức là M, N thì bạn phải làm là C, A, đúng không? Hoặc là gì? N, M, được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta phải tiếp tục. Hai cái tên như thế nào gọi là bằng nhau? Bằng nhau là phải cùng phương. Đầu tiên là phương, hay chúng ta phải nói là cùng gì? Cùng hướng. Sau chúng ta lại nói là gì? Cùng độ lớn, cùng hướng và cùng độ lớn. Cùng hướng là sao? Cùng hướng là nãy giờ nói rồi, cùng độ lớn. Như vậy giờ ta bắt đầu từ BN. Chúng ta sẽ xét cái hướng của BN cùng hướng BN thôi. BN đây các bạn. Như vậy thì nó sẽ cùng hướng với lại là BC. Nó lại cùng hướng với lại gì nữa? CB. BN, NC. Rồi CN. Thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Rồi, bây giờ ta xét là gì đây? Nó phải cô đang nói phương hả? Chỗ này cô đang nói là cùng phương thôi. Cùng phương thôi. Chưa nói về hướng. Cô đang nói cùng phương. Rồi, bây giờ cô sẽ nói là cùng hướng. Để cô bỏ cái ngược hướng đi. À, như vậy thì cô bỏ đi là BN của cô thì NB là không có rồi. Đúng không? BN này, đúng không? À, CN ở đây chúng ta còn là BN thì nó chỉ cùng phương với lại N gì thôi, NC thôi. Vậy chúng ta có NC, đúng không? Rồi chúng ta còn có thêm là gì? B nữa, BC nữa, BC nha các bạn, BC. Vậy hai cái tơ này người ta gọi đó là cùng gì? Cùng hướng. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là nó cùng độ lớn, có nghĩa là chỉ có anh này thôi nè, BN bằng với NC, bởi vì N là trung điểm. Như vậy chúng ta chỉ chọn là NC. Vậy các bạn đã có cái tên đó là N, C. Được chưa? Vậy tương tự chúng ta đi tìm BM. B ở đây các bạn, M ở đây thì chỉ có một mình là MA thôi, được không? Bởi vì nó cùng hướng, cùng phương, cùng hướng và cùng độ lớn, đó chính là MA. BM thì có một. Đó. Như vậy hai cái tên đó là bằng nhau. Như vậy các em đã tìm xong hai cái tơ bằng nhau, cùng hướng và cùng cái tơ này là bằng nhau. Như vậy thì qua cái chỗ này nè, nếu mà muốn các bạn muốn chứng minh hai cái tơ nó bằng nhau, muốn chứng minh hai cái tơ nó bằng nhau thì các bạn phải chứng minh được là nó cùng hướng và sau đó là gì? Bằng nhau về độ lớn. Được chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại một xíu cho cô. Và chúng ta tiếp tục nói về độ lớn của vector, được chưa? Độ lớn của vector là cái gì? Ở đây các bạn có một cái tam giác vuông. Tam giác vuông ABC là một tam giác vuông. Vuông tại A, B và C. Góc C này đề cho là 30 độ. Người ta cho tiếp M là trung điểm của BC. M là trung điểm của BC. M trung điểm, cho nên chúng ta vẽ hai cái độ dài này bằng nhau, được chưa? Và đề nó cho các bạn là AB của bạn là bằng 6 và nó muốn các bạn đi tìm độ lớn của vector. Đây, ký hiệu độ lớn của vector AC, độ lớn của vector AC. Thực chất độ lớn của vector AC chẳng qua nó chỉ là độ dài của cạnh AC thôi, được chưa? Và chúng ta vận dụng định lý trong các cái định lý trong tam giác vuông, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Các bạn có góc này, có cạnh đối, có cạnh kề, bạn
bạn sẽ dùng là tan 3 điều, đối là 6 trên kề AC. Vậy suy ra AC sẽ bằng 6 chia cho tan 30 nha. 6 chia tan tan 30, như vậy các bạn sẽ bằng là 6 căn 3. Như vậy cô đã giải quyết được là 6 căn 3. Vậy cô đã tính được rồi, đó là 6 căn 3. Trắc nghiệm các bạn sẽ điền vô rất nhanh được chưa? Vậy đây có cạnh góc vuông, đây có cạnh góc vuông, chúng ta tìm BC chính là cạnh huyền. Vậy thì BC bình phương chính là bằng AD bình phương cộng cho AC bình phương. Hay từ đó tôi có BC của cô là bằng căn bậc 2 của 6 bình cộng cho 6 căn 3 tất cả gì bình, và nó bằng 12. Như vậy cạnh này chính là 12. BC của cô là 12. Và với cái video trước cô cũng giới thiệu với bạn đó là tam giác vuông và đường này là đường trung tuyến, nên hoàn toàn cô nhớ được cái tính chất đó, cô sẽ biết được trung tuyến AM chính là BC chia ra làm 2. Vậy BC cô bằng 6 rồi cô chia 2, 12 rồi cô chia cho 2 thì bằng 6. Được chưa? Như vậy ngoài cái chỗ này nè, nếu các bạn nhớ được cái tính chấm này các bạn làm rất là nhanh nha. Nếu bạn không nhớ được thì chúng ta sẽ đưa về tam giác bình thường. Như vậy cô xét cái tam giác bình thường đó là tam giác MCA. Tam giác MCA. Cô sẽ có được là AM bình phương sẽ bằng gì? AM bình phương sẽ bằng là MC bình phương cộng cho gì? AC bình phương trừ cho 2 lần MC nhân với AC nhân với lại cos của góc kẹt giữa đó là góc chóp C. Và cô tìm được là AM chính là bằng căn bậc 2 của gì? Của đoạn này là 6 căn 3 tất cả bình cộng với đoạn này là 6 bình trừ cho 2 nhân 6 nhân 6 căn 3 nhân với lại cos của 30 độ. Hoàn toàn các bạn bấm máy tính nó cũng sẽ ra được là bằng 6. Được chưa? Như vậy thì có thể các bạn sẽ dùng cái tính chất này cho nó nhanh. Có thể là các bạn sẽ dùng cái tam giác thường này. Có thể nhiều cách để làm. Các bạn có thể là vận dụng để giải tìm cái độ lớn của vector. Okay. Như vậy nếu cái hay thì các bạn nhớ là gì? Nếu các bạn cần cô chia sẻ các bạn thì các bạn hãy đăng ký để làm gì, để mỗi lần bài nó lên là cô up bài lên mới là các bạn nhìn thấy ngay. Và nếu các bạn cảm thấy hiểu á, thì các bạn chỉ cho các bạn bên cạnh con với. Bởi vì người ta nói rằng là gì, đời người là hữu hạn còn kiến thức là gì, vô hạn. Như vậy chúng ta hãy